tì ni nhà nà ni a tì tăng xê nhà nằng a nà ga tăng xê nằng bàn nằng số thăm ma ấp ba đề tắp tắp ba tám la mã. Thế nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Ba trí, trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, trí đối với hiện tại, đó là ba pháp cần phải sanh khởi. Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp Sư Giác Giới biên soạn 79. Ba pháp cần sanh khởi ấp ba đề tát pha thầm ma, đây nói lên ba loại trí nhà ba nhà ná. Một, trí a tì tăng sa nhà năng là trí quyết, trí diễn tiến dựa trên uẩn xứ giới đã sanh khởi, đã diệt rồi. Hai, trí phận vị lai anagatang sanana là trí biết cảnh vị lai, là trí diễn tiến dựa trên uẩn xứ giới sẽ sanh khởi. Ba, trí phận hiện tại bất chấp ban năng sanana là trí biết cảnh thuộc hiện tại, tức là trí diễn tiến dựa trên uẩn xứ giới đang sanh khởi. Và bản chánh kinh đến đây đã kết thúc. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh của con. Con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ sa thú lành thai, con kính dâng mít đến sư. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Siêu, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Xin thân chào quý vị Phật tử trong lớp học Bích Tha Thông Mát ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh rõ. Đức Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo, đó là ba pháp, có ba pháp cần phải sanh khởi, Uppadetappa Dhamma. Và bây giờ thì trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ đi vào cái phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai còn tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Ở trong phần bài học hôm nay, ngài Xá Lợi Phất, ngài đã giảng về có ba pháp cần phải được sanh khởi, đó là Uppadetappa Dhamma. Đây là ba loại trí, thưa quý vị. Thứ nhất là Attitang Sanyanang, và thứ hai là Anagatang Sanyanang, và cuối cùng là Pachyuppannang Sanyanang. Ba loại trí này đó là ba cái loại trí tuệ quá khứ dựa trên cái nền tảng của uẩn xứ giới đã sanh và đã diệt, thì cái này được gọi là Attitang Sanyanang.
hay là còn gọi là ngắn gọn là trí thuộc thuộc phần quá khứ. Và thứ hai là anagatan sanyanang, tức là trí biết cảnh, trí biết cảnh thuộc về vị lai dựa trên cái nền tảng của uẩn xứ giới sẽ sanh. Nhà năng đó là trí biết cảnh thuộc về hiện tại dựa trên cái nền tảng của uẩn xứ giới đang sanh, đang hiện bày. Thưa quý vị, ở đây chúng ta nên hiểu một cách tổng quát về ba cái loại trí tuệ này như thế này. Ở như phần đầu thì Trường Toàn Thầy Siêu đã có trình bày ở trong phần dẫn nhập, tuy nhiên xin nhắc lại cho quý vị nhớ để cho mình đừng có bị lầm lẫn và quên cái chi pháp chính xác của nó. Khi nói về trí thuộc về quá khứ, thưa quý vị, nó không phải là trí là danh pháp đã diệt, nó không phải nói về cái vấn đề đó. Trí thuộc về quá khứ ở đây thực ra nó vẫn là danh pháp đang sanh ở trong hiện tại, nhưng mà nó biết cảnh, nó biết cảnh, nó biết cảnh đối tượng của nó là uẩn xứ giới đã diệt, tức là uẩn xứ giới đây nó chỉ là cảnh quá khứ thôi đó. Nhưng mà trên thực tế thì vẫn là danh pháp có sở hữu trí đang sanh. Cái khía cạnh thứ hai đó chính là khía cạnh trí thuộc về hiện tại, thì cái này chúng ta dễ hiểu rồi. Chỉ sợ là ở đây quý vị có thể lầm lẫn về hai cái thời điểm là quá khứ và vị lai thôi. Hiện tại có nghĩa là danh pháp hiện tại biết cảnh hiện tại, và cảnh hiện tại ở đây đối tượng của nó là uẩn, năm uẩn, 12 xứ và 18 giới ngay trong hiện tại, thuộc về cảnh hiện tại. Và thứ ba đó chính là danh pháp hiện tại, trí tuệ hiện tại đang sanh, đang có mặt, biết cảnh vị lai, biết cảnh vị lai, biết cảnh sẽ sanh đó, sẽ hiện bày. Và cảnh sẽ sanh đó bản chất đối tượng của nó là cũng là bổn xứ giới, bổn xứ giới thuộc về lĩnh vực thực tánh pháp. Cho nên thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu được thông qua một cái hình ảnh ví dụ như thế này. Chúng ta đứng ở một nơi trên một cái đoạn đường, mình đứng yên ở chỗ đó thì cái tầm nhìn của mình đó, mình có thể thấy được cái đoạn đường mình đã đi qua như thế nào. Đó nó cũng ví như là cảnh quá khứ, chứ không nhất thiết là mình phải chạy ngược về trong quá khứ. Không nhất thiết là như vậy, chỉ cần đứng đó rồi mình có thể nhìn thấy cái điểm mà mình đang đứng, nó đang có những cái chuyện gì, những cái vấn đề gì đang xảy ra ở đó. Và rồi cái đoạn đường tiếp theo, những cái vấn đề gì nó sẽ xảy ra. Nó cũng ví như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta đừng có lầm lẫn ở hai cái khía cạnh là quá khứ. Quá khứ ở đây có nghĩa là cảnh quá khứ, cảnh quá khứ. Và vị lai đó là chính là cảnh vị lai, cảnh vị lai. Đây là cái vấn đề đầu tiên mình cần phải để ý. Thưa quý vị, dựa trên cái phần giải thích như vậy, chúng ta có thể hiểu ba cái loại trí này á, đó tức là một cái sự hiểu biết, sự nhìn thấy toàn bộ bản chất thực sự của một cái bức tranh luân hồi, đó là gì? Nhân sanh diệt, những cái tướng trạng sự của uẩn, các xứ và giới. Để có thể hiểu biết được những vấn đề này
thì đòi hỏi chúng ta phải trải qua một cái quá trình tu tập, quán xét tỉ mỉ về danh sách, thưa quý vị, hay là về thân, về tâm của mình, về thân, về tâm của mình, theo cái cách thức tu tập bốn niệm xứ. Và điều này, thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn ra rằng nếu như mà mình không có cái khả năng để mà hiểu được bản chất của pháp về cách uẩn xứ và giới, thì cái cơ hội để mà mình làm cho minh sanh khởi, vô minh nó diệt đó, thưa quý vị, nó rất là khó xảy ra, và có thể nói rằng nó không có xảy ra. Bởi vì trong cái chi pháp của avijja, tức là vô minh đó, chúng ta nhớ lại xem, khi nói về vô minh là do bởi chúng ta bất tri về tám cái vấn đề, tám cái khía cạnh. Ở trong tám khía cạnh đó, đó có ba khía cạnh thuộc về vô minh, tức là sự bất tri về quá khứ, bất tri về vị lai, và bất tri về quá khứ, hiện tại và cả vị lai. Cái sự liên hệ của quá khứ với hiện tại nó như thế nào, và rồi từ hiện tại nó sẽ dẫn đến cái kết quả tương lai ra sao. Thì như vậy, đối với một người mà khi chưa có cái sự hiểu rõ về ba cái thời điểm dựa trên cái việc quán xét về bản chất sự vận hành của các uẩn xứ và giới, thưa quý vị, thì chúng ta vẫn còn bị vô minh chi phối, vẫn còn bị vô minh chi phối. Và thực sự như vậy, nếu như mà mình không có sanh khởi ba cái loại trí tuệ này, thì chúng ta cũng sẽ không có thể hiểu rõ được thực ra bản chất về bản thân mình nó là cái gì, và tại sao chúng ta có buồn vui khổ lạc, và nhất là thực sự cái được gọi là luân hồi á, cái được gọi là luân hồi nó vốn nó là cái gì, đúng theo cái tướng trạng của pháp. Nếu như mà không có cái sự thiết lập sanh khởi của ba cái loại trí này, thưa quý vị, thì cái việc hiểu về cái bản chất thật sự của cuộc sống nó là cái gì, mình không có thể nào mình hiểu được. Ở trong kinh Vô Ngã Tướng đó, thưa quý vị, Đức Phật Ngài cũng từng có giảng cho các vị tỳ khưu là đối với các sắc, thọ, tưởng, hành và thức đó, thì cần phải được nhìn theo đúng cái thực trạng của nó, cần phải được nhìn theo cái khía cạnh đó, không phải là tự ngã và những sở thuộc của tự ngã, tức là đó không phải là tôi, đó không phải là tự ngã của tôi. Và chỉ khi nào đối với một vị tỳ kheo là một bậc thinh văn đã được nghe pháp như vậy, đã được nghe pháp như vậy, và đã được thấy các pháp như thế rồi,
thì lúc bấy giờ liền sanh tâm nhàm chán đối với các sắc, các thọ, các tưởng, các hành và đối với các thức. Do có nhàm chán thì vị ấy mới ly tham, và do ly tham thì tâm được giải thoát. Và khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn tái sanh nữa. Đó là cái đoạn kinh văn ở trong kinh Vô Ngã Tướng, thưa quý vị. Cho nên do bởi chúng ta đã tích một cái thói quen là nhìn cái sự vật và sự việc ở đời dưới cái cặp kính được che phủ bởi ái mạn kiến. Cho nên chính vì vậy mà cái việc nhận thức của mình về cái đời sống đó, thưa quý vị, nó bị bóp méo, nó bị lầm lạc và thấy không có đúng theo cái tướng trạng của pháp. Và cũng chính từ cái việc thấy không có đúng như vậy á, nó dẫn ra hàng loạt những vấn đề. Chúng ta vì bị che đậy, mình làm ác cũng có, mình làm ác cũng có, vì hiểu lầm các pháp là thường còn, là lạc, là có tự ngã. Nhưng mà có một số những người, người ta tuy hiểu lầm như vậy nhưng mà người ta vẫn có cái sự sáng suốt hơn những người mà sống y cứ theo các pháp bất thiện. Người ta cũng làm thiện, làm những điều tốt để rồi mong cầu có được những cái kết quả an lạc của nhân thiên. Rồi cũng có một số những đối tượng chúng sanh có trí hơn, họ nhìn ra được những cái sự nguy hiểm của các dục, cho nên họ đã tinh tấn tu tập và nhờ vậy đã chứng đắc được thiền sắc giới và vô sắc, an trú, và nhờ vậy sau khi thân hoại mạng chung được tái sanh vào cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc. Nhưng mà có điều tất cả những cái trường hợp như vậy đều dựa trên cái sự không có trí về hiểu biết về quá khứ của các uẩn xứ giới, trí hiểu biết về hiện tại và trí hiểu biết về tương lai của các uẩn xứ giới. Cho nên cho dù chúng sanh có mặt ở trong cái cuộc đời này, dù là ở cảnh giới có nhiều đau khổ hoặc là cảnh giới an vui, tức là cõi người, cảnh vui dục giới, cõi người và cõi chư thiên dục giới, và thậm chí ở cõi sắc hoặc là vô sắc đi nữa, thì chẳng qua theo đúng cái chân lý, theo cái chân lý thì nó chỉ khác nhau ở một cái điểm mà thôi, đó chính là khổ ít và khổ nhiều thôi. Nếu như mà mình ở cái cảnh giới xoa đọa, thưa quý vị, thì mình khổ nhiều, khổ nhiều. Nếu như mà mình ở cái cõi khá hơn chút thì cái khổ của mình nó bớt đi, và càng lên cao, càng lên những cái cảnh giới cao hơn nữa thì cái sự khổ, thưa quý vị, sự khổ giảm thiểu.
Tuy nhiên ở trong kinh cũng có nói rằng phẩm á, cho dù có một tí nhưng mà bản chất của nó vẫn là phẩm, chúng ta phải thừa nhận cái điều đó. Nó chỉ khác nhau về cái số lượng thôi, số lượng thôi, nhưng mà cái bản chất của nó thì vẫn là đáng nhầm gớm, có mùi hôi, mà chứ không phải vì vì ít hơn mà nó là thơm. Thật sự là như vậy. Trên thực tế chúng ta ít khi nào mà nhận diện ra được cái điều này lắm thưa quý vị, bởi vì cái sự hiểu biết của mình về bản chất thật sự của pháp hữu vi theo như tam tướng, mình chưa có sanh khởi, cộng thêm cái năng lực của trí của mình về cái bề dày tu tập của mình á, về tuệ quán, về chỉ và quán nó chưa có được thâm hậu, cho nên mình khó bề mà có thể cảm được những cái khổ một cách trọn vẹn mà đã được Đức Phật ngài ngài tuyên thuyết ở trong bốn sự thật, bốn sự thật của bậc thánh. Đó chính là khổ đế thưa quý vị, đó chính là khổ đế. Chúng ta để ý như thế này, có những cái trường hợp ở trong cái cuộc sống khi mà mình đang ở trong cái cương vị nghèo khó, không có được đầy đủ về cơm nước, nhu cầu sống hàng ngày, thì mình cho rằng chỉ như vậy mới là khổ thôi. Thế rồi mình nhìn ra những cái đối tượng khác đó, mình thấy những người mà người ta có phước, người ta có công ăn việc làm ổn định, người ta có tài sản, người ta có sắc đẹp, thì đó nó không phải là khổ, nó không phải là khổ. Thông thường mình hay có cái cách nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà mình đâu có hiểu rằng ở trong cái cương vị nào nó cũng có cái khổ tương ứng với nó. Mình thiếu ăn thì mình bị cái khổ của thiếu ăn, còn cái người mà người ta có phước, được là có phước hơn mình, người ta không có bị vướng vào cái khổ của sự thiếu thốn, nhưng mà nó lại lòi ra một cái loại khổ khác từ cái việc mà có tài sản. Bởi vì tại sao? Để mà có tài sản thì mình cũng phải lo làm lụng, bỏ thời gian tâm huyết của mình, chứ không phải tự nhiên khơi khơi mà nó có. Cho dù những người có hữu phước hoặc là cảnh giới chư thiên đi nữa, tuy mình không có phải bỏ cái thời gian và công sức mình ra để mà mình tìm kiếm tài sản, nhưng mà mình cũng bị một cái khổ từ cái việc có tài sản, chứ không phải là có tài sản là thoát khổ hoàn toàn. Khổ nằm ở đâu? Ở chỗ là mình phải lo gìn giữ, có là phải lo giữ, bởi vì tài sản đó là đối tượng của tâm tham, cho nên nó có thể bị nhìn ngó, bị đánh cắp, hoặc là những cái thiên tai lũ lụt của quý vị, nó có thể làm mất đi, hoặc là mình có thể bị vướng vào những cái căn bệnh mà từ đó mình phải chết đi, để lại tài sản đó, lúc đó nó cũng là một cái vấn đề mình khổ tâm nữa đúng không? Rồi kể cả đối với những cái trường hợp tương tự như vậy, chúng ta thấy không, nếu mà xét ra chỗ kỹ á, thì nó chẳng qua nó chỉ là một
cái hình thức khác của khổ, và nó ít hơn, nó ít hơn. Cho dù đối với một vị là Phạm Thiên vô sắc đó, thưa quý vị, cái đời sống của những vị đó cực kỳ là tế nhị, cái sanh hữu của các vị đó hiện hiện hữu dưới một cái hình thức cực kỳ vi tế, nhưng mà cho dù vi tế như thế nào nó vẫn mang cái bản chất của khổ. Mà khổ ở đây đó chính là cái khổ của sanh và diệt, vì đó không có phải chịu những cái khổ thô thiển khác, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái phạm vi cái quy luật của khổ đế, khổ sanh diệt. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật ngài ngài nói rằng cái sự có mặt ở trong vòng luân hồi nữa, dù nó chỉ là một cái sự hiện hữu nhỏ nhoi thôi, nó cũng ví như là phân, dù chỉ một chút ít thì bản chất của nó vẫn là như vậy. Nên chính vì thế khi mà mình không có thấy được cái bản chất của pháp đó, mình chưa có sanh khởi cái sự nhàm chán ly tham, thì lúc bấy giờ, thưa quý vị, cái cơ hội để thoát khổ của mình đó, nó không có xảy ra, nó không có xảy ra. Bởi vì cái chiều hướng mà càng đi sâu vào, càng tham ái nhiều bấy nhiêu, càng sân hận nhiều bấy nhiêu mà, và càng si mê nhiều bao nhiêu, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ càng gặp rắc rối, càng gặp rắc rối, càng khổ nhiều. Cho nên chính vì thế mà mình để ý một cái chuyện như thế này, càng lên những cái cảnh giới cao, thưa quý vị, cái sự từ bỏ của các vị ấy nó càng mạnh mẽ, cái sự xả ly nó càng xuất hiện. Chẳng hạn như đối với sắc giới là phải ly dục, đối với vô sắc là phải vượt qua sắc tưởng, vượt qua sắc tưởng. Nó càng từ bỏ bớt đi, bỏ bớt ra thì mới nhẹ người. Còn nếu như mà mình càng càng ôm vào nhiều thì nó sẽ càng nặng, nó sẽ càng nặng hơn. Chính vì thế mà chúng ta muốn bớt khổ thì cái việc đầu tiên, cái việc đầu tiên mình phải có cái trí tuệ để thấy được cái bản chất, nguyên nhân dẫn đến sự khổ, bản chất của nó thực sự nó là cái gì, và tại sao mình bị khổ. Khi mà mình chấp trì những pháp nào thì nó sẽ dẫn đến sự khổ. Khi mà mình có được cái trí tuệ, thưa quý vị, trí tuệ thấy được cái bản chất của các quẩn xứ giới, thưa quý vị, dựa trên cái nền tảng của việc quan sát như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều mặt, rất nhiều mặt của vấn đề. Và trí tuệ này nó càng mạnh bao nhiêu, nó càng mạnh bao nhiêu thì chúng ta sẽ bớt khổ bấy nhiêu, sẽ bớt khổ bấy nhiêu. Cho nên đòi hỏi cần phải có cái sự tu tập để mà nhìn, quan sát, chánh niệm về về thân tâm để thấy rõ được tướng trạng của ngũ uẩn. Điều này nó rất cần thiết, thưa quý vị, rất cần thiết. Ở trong phần này chúng ta thấy rằng có đề cập đến khía cạnh, ngoài việc đề cập đến
trí hiểu biết về uẩn xứ giới ra. Có một khía cạnh thứ hai chúng ta cần phải nhìn nhận và để ý, đó chính là ba cái thời điểm. Cái này phần lớn chúng ta rất là tò mò, nhất là về quá khứ và vị lai, nhất về quá khứ và vị lai. Ba cái thời điểm quá khứ, hiện tại và vị lai, thưa quý vị. Trên thực tế mình vẫn có thể nhận diện ra được ở trong cái khoảng khắc bằng cái trí tuệ sanh khởi ngay trong hiện tại, chứ không có nhất thiết là quá khứ là muốn nói đến nhiều kiếp sống trước mà thôi, hoặc là tương lai là vô số những kiếp nó sẽ xảy ra ở trong một tương lai xa, nó không nhất thiết phải là như vậy. Hiện tại chúng ta vẫn có thể thấy được cái sự liên hệ diễn hoạt của ba cái thời điểm quá khứ, hiện tại và vị lai là như thế nào, và chúng có sự liên hệ ra sao, những gì ở trong quá khứ nó có liên hệ gì ở trong hiện tại hay không, và những gì ở trong hiện tại thật sự nó có, phải chăng nó có sự liên hệ gì đối với những pháp sẽ sanh ở trong tương lai hay không. Ngay trong khoảnh khắc hiện tại chúng ta vẫn có thể nhìn ra được điều đó, thưa quý vị. Nó chỉ có điều khác ở cái chỗ là khi nói về những kiếp trước thì chúng ta rất là tò mò. Khi nói về những kiếp kế, những kiếp tương lai thì chúng ta cũng rất là quan tâm. Nhưng mà không nhất thiết phải là như vậy. Đối với một vị thánh đệ tử, thưa quý vị, để thấy được những gì mà xa hơn ở trong quá khứ, trong vô số kiếp, để có thể nhìn ra được những pháp nó sẽ diễn hoạt như thế nào ở trong đời sống kế tiếp ở trong tương lai, thì những vị ấy cũng phải bắt đầu từ những pháp ngay trong hiện tại. Thật sự là như vậy, đúng không? Cho nên chúng ta để ý như thế này. Đây chẳng qua nó chỉ là một cái sự nối tiếp, ngừng nghỉ, không có sự ngừng nghỉ của các quẩn mà thôi. Và khi có một cái pháp nó đang sanh đó, sư nói chậm lại nha, khi có một pháp đang sanh thì đồng nghĩa với cũng có một pháp mới vừa tức thì diệt đi. Và pháp đang sanh đó, nó cũng sẽ phải diệt đi để nhường chỗ cho một pháp khác, nó sẽ có mặt, nó sẽ có mặt. Và chúng ta cũng có thể nói ngược lại, bắt đầu từ cái nguồn gốc của quá khứ hoặc là đổi qua vị lai. Và đây chính là cái ba cái thời điểm quá khứ, hiện tại, vị lai theo cái khía cạnh chi ly nhất. Chi ly nhất. Nó chỉ có điều khác ở chỗ là một cái là quá khứ gần, một cái là quá khứ xa thôi. Khi nói về những kiếp sống trong vô số kiếp thì cái đó mình nói về quá khứ xa, còn cái mà nó mới vừa diệt đi đó thì mình nói đó chính là mình nói nó cũng thuộc về quá khứ chứ. Bất cứ cái pháp nào mà nó đã diệt thì mình gom chung coi nó là pháp thuộc phần quá khứ, là tương lai cũng vậy nữa, cái xa cái gần thôi, nó chỉ có hai khía cạnh nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Cho nên cũng chính từ cái thời điểm
danh pháp có cái sở hữu trí ngay trong hiện tại, nó quan sát được cái sự tương tục của quá khứ, hiện tại và vị lai, thưa quý vị, quan sát được chứ không phải là không thể. Và tùy theo cái công hạnh tu tập mà cái trí tuệ của mình có thể thấy xa hơn về quá khứ và thấy xa hơn ở trong tương lai. Nó khác nhau ở điểm đó thôi. Cho nên đối với cái việc quán xét đó, thưa quý vị, về cảnh thuộc về quá khứ dựa trên nền tảng của uẩn xứ giới, hiện tại và vị lai là một pháp rất là cần thiết, cần phải được sanh khởi. Kể cả đối với một cái vấn đề giữ giới thôi, cơ bản thôi, chúng ta cũng có thể thấy được cái sự lợi ích và cần có của trí thuộc về phần quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu như mà mình không có nhìn ra được những cái hành vi, lời nói và cử chỉ của mình và ý nghĩ của mình đã từng làm trong quá khứ, đó là cái pháp nó không không tốt đẹp, không nên chấp trì, thì lúc bây giờ thời ngay trong hiện tại chúng ta sẽ có thể bị tái phạm lại. Quý vị thấy không? Khi mình không nhìn ra được, thấy cái bản chất của uẩn xứ giới nào thuộc về phần cái này là thiện, cái này là bất thiện, mà mình đã từng làm như thế đó ở trong quá khứ, mình không có nhận thấy, thì thời ngay trong hiện tại mình sẽ không có cái khuynh hướng, cái ý nghĩ để mà sửa đổi những pháp đó. Cho nên đối với việc mà trong sạch về, làm trong sạch về giới, thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng trong cái câu đó, trong cái câu sám hối đó, nó đã chứa đựng ở cái trí thấy được cái hành vi của pháp bất thiện cần phải từ bỏ ở cả ba thời điểm rồi. Tức là sám hối là gì? Sám hối tức là mình đã nhìn ra, thấy được những cái sai lầm của mình ở trong quá khứ, đó là vi phạm, đó là pháp không nên gìn giữ, và đồng thời ngay trong hiện tại mình có cái sự thu thúc, có sự thu thúc để rồi trong tương lai không có bị tái diễn lại nữa, không có bị tái diễn lại nữa. Quý vị thấy không? Trong một cái việc giữ giới thôi, nó cũng có sự hiện bày của quá khứ, hiện tại, vị lai. Và có một cái việc như điều như thế này ở trong luật tạng đó, thưa quý vị, trong luật tạng á, khi Đức Phật ngài chỉ dạy cho các vị tỳ khưu còn là phàm sám hối những tội á, nhất là đối với tội thuộc về những loại tội trong cái phạm vi của tội cực nặng và tội nặng, tức là không có phải là bốn bất trụ và 13 tăng tàng đó, thì còn lại tất cả những cái tội danh khác đó, thưa quý vị, thì được sám hối theo cái hình thức là vị đó đi đến một vị tỳ khưu đồng Phật mạnh, sau là bày tỏ cái sự phạm tội của mình và hứa là sẽ chừa cải và thu thúc ở trong tương lai. Thì trong trường hợp như vậy, quý vị biết cái cách thức được trình bày được phân ra làm hai. Hai ở đây là sư nói gọn thôi, sư nói gọn, chứ còn nếu là chi tiết thì không phải là hai đâu. Cái cách thức thứ nhất đó chính là sám hối theo cái cách thức là nhớ chi tiết
những cái điều học mà mình đã phạm với cái số lượng tội danh một cách đầy đủ chi tiết. Bởi vì học giới thì khu nhiều lắm thưa quý vị, giới thì khu rất là nhiều. Đó là cách thứ nhất, Patidesana theo cái hình thức một cách chi tiết, chỉ rõ tội danh luôn. À, tôi đã phạm, thưa hiền giả, tôi đã phạm một cái loại tội Patidesana về cái điều học như thế này, như thế này đó, hoặc là hai cái điều học xê khí giá đó, như thế này, như thế này đó. Cái đó là chi tiết. Còn có một cái trường hợp thứ hai á, có một trường hợp thứ hai, đó chính là sám hối nó không có chi tiết về tội danh. Và nguyên nhân tại sao nó lại có cái trường hợp này, thưa quý vị, sở dĩ nó có cái trường hợp như thế đó là do bởi, thứ nhất là có trường hợp vị tỳ khu á, phàm phu có cái cách sống nó hơi là nó dễ vui, nó dễ vui, tức là tu không có tinh tấn, cho nên phạm quá nhiều tội, quá nhiều tội trong cái đời sống bình dân. Mà hễ khi phạm quá nhiều tội thì nó đến ý, chúng ta không có nhớ được, chúng ta không có nhớ được cái số lượng cũng như cái tội danh một cách cụ thể. Và cái trường hợp thứ hai là phải được thực hiện bằng cái cách sám hối tổng quát á, không có chính thức cái tội danh, là do bởi vì đó bị thất nghiệp, vì đó bị thất nghiệp. Tuy phạm không có nhiều tội nhưng mà vì đó không có nhớ rõ, à không có nhớ rõ và có cái sự phân vân mơ hồ về những điều mà mình đã phạm. Cho trường hợp thứ hai này á, cũng phải nên được sám hối bằng cái cách thức là một cách tổng quát, bởi vì mình không có chắc chắn và mình cũng chả biết là điều nào. Chính vì thế mà quý vị biết không, khi mà mình có cái sự quan sát chánh niệm trên các quẩn xứ giới, nó sẽ giúp cho cái giới hạnh của mình, thứ nhất là nó được trong sạch, thứ hai là cho dù mà mình có phạm á thì mình cũng nhớ được cái điều mà mình phạm rất là rõ. À, nó có cái vấn đề đó. Rồi hơn nữa phải thừa nhận rằng không có thường xuyên có trí tuệ để thấy được quán sát thân tâm hay là các quẩn xứ giới, sự diễn hoạt của chúng, thì chúng ta sẽ bề có thể mà giữ được giới của mình. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà mình không có cái thói quen đó, thưa quý vị, không có thói quen quán sát, thì lúc bây giờ những cái hành vi, những cái lời nói và những cái tư tưởng của mình khởi lên, mình sẽ không có kiểm soát được. Và chúng ta chỉ có thể gìn giữ được những cái hành vi, lời nói và cái tư tưởng của mình trong cái trường hợp chúng ta nhận ra được cái diện mạo của chúng khi mà chúng khởi lên. Khi mà mình có cái ý nghĩ, thưa quý vị, chuẩn bị làm hay chuẩn bị nói hay có cái tư tưởng mà nó sẽ sắp có nguy cơ nó đi vào cái lĩnh vực gọi là phạm những cái học giới mà mình đã thọ trì, thì chỉ khi đó chúng ta mới có thể, chúng ta mới có thể dừng dừng nó lại được mà thôi. Chứ còn nếu như mình không có nhận ra được nó thì nó đi tuốt lút luôn, à nó làm luôn, nó thực hiện luôn, ra hành vi và lời nói luôn. Cho nên chính vì thế mà nó rất là quan trọng trong cái việc tu tập, thưa quý vị, kể cả trong việc gìn giữ giới thôi. Chúng ta cũng thấy cái trí về quan sát về các quẩn nó hỗ trợ như thế nào. Chưa hết đâu, trong một cái cuộc sống
rất là bình thường thôi. Một cái con người mà có thể gặt hái được nhiều thành công đó, thưa quý vị, một con người mà người ta có cái đời sống mà có thể dễ dàng gặt hái nhiều thành công đó, nó cũng phải tùy thuộc vào cái trí tuệ. Vì đó hiểu biết về cái sự vật và sự việc và cái bối cảnh đang diễn ra, đã diễn ra trong cuộc đời mình, trong cái trường hợp đó như thế nào, và ngay trong hiện tại sẽ ra sao, mình cần phải làm những cái gì và những gì không nên làm. Quý vị biết, nếu như mà mình không có hiểu biết được những gì mà mình đã mắc phải, những cái lỗi lầm dẫn đến những cái thất bại, mình không có nhìn ra được đó, quý vị, mình sẽ còn bị nữa, còn bị nữa. Cho nên mình mà thấy ra được đó thì chúng ta mới có cơ hội chúng ta thoát ra được. Và hơn nữa, đối với cái trường hợp mà mình có cái trí tuệ để mà thấy ra được, hiểu ra được, nhìn ra được những cái sự vật, những cái sự việc một cách bén nhạy trong cuộc sống đó, thưa quý vị, mình cũng ít có bị những cái nhiệt não, những cái phiền não và tạo ra nhiều những cái rắc rối trong cuộc đời. Chúng ta thường xuyên, rất thường xuyên hay làm những cái chuyện vô ích. Chẳng hạn nói đơn giản như thế này, khi mà gặp phải những cái bất trắc, nó đã xảy ra rồi đó, thưa quý vị, thông thường mình không có hiểu được một cái vấn đề là chuyện này nó đã xảy ra rồi. Cái mình cần phải làm là nhìn ra được những nguyên nhân và những gì cần thiết phải làm để khắc phục. Chúng ta ít khi nào mà chúng ta thấy ra được cái đó. Đa số mình ngồi là mình bắt đầu mình chỉ trích nè, tại ông này nè, tại cô đó nè, rồi tại người này, tại người kia nè. Nhưng mà thật ra giờ mình ngồi mình chỉ trích nó cũng đâu có được gì nữa đâu, mình quên điều đó. Cho nên chính vì vậy mà sư thường có một cái tự nhủ đối với bản thân trong những cái trường hợp đó, nhưng mà lâu lâu nó cũng bị chứ không phải là không. Khi mà mình sống chung với một hội chúng hay là mình có những công việc cần phải làm đối với ai, nó lỡ nó đã xảy ra một cái chuyện gì đó rồi, thì lúc bây giờ mình nên có một cái tâm niệm là chuyện này nó chuyện đã rồi, chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi. Thật ra xét theo cái phương diện của thực tánh pháp, thưa quý vị, đó nó cũng là mình có cái trí tuệ hiểu được về những việc nó đã xảy ra, nó cũng là một loại trí. Bởi vì khi mà hiểu được như vậy, thưa quý vị, tâm chúng ta không có bị dẫn dắt theo những cái loại phiền não rắc rối tiếp theo. Không có tạo thêm những cái rắc rối khác nữa. Và có những cái trường hợp á, cái chuyện nó chưa có, mình chưa biết chắc là ngày mai nó sẽ như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn phiền não với nhau, vẫn phiền não với nhau, nhưng mà cuối cùng á, ngày mai á, cái chuyện nó xảy ra khác thì cả hai đều sai hết. Cả hai đều sai hết. Nó có những cái trường hợp như vậy nữa. Cho nên chính vì thế mà ở trong cuộc sống bình thường á, khi mà mình kịp thời mình nhắc nhở bản thân mình, cái này là cái nó, dù bây giờ có nói gì đi nữa thì nó cũng đã xong rồi. Cho nên chúng ta không nên coi như là cấu xé nhau hay làm phiền nhau nữa. Thì quý vị thấy không, nó đã bớt khổ nhiều lắm rồi. Và đôi khi có những trường hợp chúng ta nên tâm niệm biết nhiều những cái gì ở trong hiện tại
để làm cái gì? Tốt nhất là mình nên thấy, xét thấy là những cái gì cần thiết phải làm ngay trong hiện tại. Đó, quý vị thấy không? Chỉ cần nhìn ở khía cạnh hiện tại, quá khứ với hiện tại theo cái hướng đó thôi, chúng ta đã thấy bớt phiền não rồi. Ở kể cả tương lai nữa, tương lai nữa. Mình chỉ nhận ra được một điều thôi. Cái chuyện nó chưa có xảy ra, chưa có ai biết chắc được chuyện gì, nhưng mà ai cũng nói như là kiểu là đúng rồi. Đó, chúng ta thấy không? Thì như thế chúng ta sẽ bớt bị phiền não. Khi mà nhìn ra như vậy thì mình biết được ngay trong hiện tại mình phải chuẩn bị những gì, đó là việc của mình. Và cái kết quả ngày mai trong tương lai nó sẽ xảy ra ra sao thì nó lại tùy thuộc của một số những nhân duyên, lúc đó chúng ta phải chấp nhận thôi. Rồi nó ra sao bây giờ chúng ta tính tiếp. Nên chính vì thế mà sư trình bày như vậy để cho chúng ta thấy được rằng cái công năng của trí tuệ, hiểu biết được bản chất của uẩn xứ giới, quý vị, nó còn sâu sắc hơn đến như thế nào nữa. Những cái mà mình có thể nhận biết về những cái sự vật, sự việc rất là thông thường ở trong cái cuộc sống thôi, quá khứ, hiện tại và vị lai, mà nó đã đưa đến lợi lạc như thế nào, huống hồ gì còn nói đến coi như là cái người mà có khả năng làm sanh khởi được trí, hiểu biết cảnh thuộc về quá khứ đối với các uẩn xứ giới, hiện tại và vị lai, nó còn kinh khủng tới cỡ nào. Cho nên chính vì thế mà đây là ba pháp, thưa quý vị, cần phải được sanh khởi. Và nó là tiền đề, nó là tiền đề của con đường dẫn đến sự giải thoát. Hay nói cách khác là chúng ta phải thấy được cái bản chất thật sự về tướng trạng của pháp hữu vi trước, dưới cái ánh sáng của tam tướng. Thì từ đó mình mới có cái nhàm chán, mới nhi tham, mới dẫn đến cái sự xuất ly và đạt được cái trí tuệ giải thoát được. Chúng ta phải khởi lên. Cho nên quý vị biết, đối với những cái trường hợp mà những vị hành giả tu tập á, thông thường mới đầu á, mình chưa có được cái trí tuệ nhiều đối với các uẩn xứ và giới đâu. Thành thật mà nói là như vậy. Đây là sư chỉ nói theo cái phần đông thôi, chứ không phải là quơ đũa hết cả nắm. Bởi vì có những người thuộc về trí tuệ người ta mạnh á, thậm chí là chỉ nghe pháp thôi mà cũng đắc mà, thưa quý vị. Cho nên những trường hợp đó nếu mà mình vơ hết luôn thì nó sẽ bị kẹt. Ở đây mình chỉ nói ở trong cái số lượng những chúng sanh thông thường thôi. Thông thường mình tu tập ngay lúc đầu mình chưa có sanh khởi được những loại trí thuộc về uẩn xứ giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ kiên nhẫn á, cứ kiên nhẫn, cứ theo dõi thân tâm riết riết ngày này qua tháng nọ, cứ thất niệm thì mình lại cố gắng tập lại. Kiểu giống như mình té một cái là mình cố gắng mình đứng dậy bước tiếp, rồi đến từ từ đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ hiểu ra được từ cái quá trình quan sát, theo dõi thân tâm, ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ có được một cái trí tuệ gì, hiểu biết về về uẩn xứ giới. Và mình quan sát càng nhiều quá, thưa quý vị, mình quan sát càng nhiều thì lúc bây giờ cái cơ hội để cho trí hiểu biết về thực tướng pháp nó sẽ càng mạnh, nó sẽ càng mạnh. Quý vị có biết tại sao mà Đức Phật ngài có cái khả năng nhớ ở trong thuộc về quá khứ là không có giới hạn, và kể cả thuộc về những pháp mà thuộc về sẽ sanh khởi trong tương lai nó cũng thuộc về không giới hạn luôn, nó giống như là
cái mốc thời gian của mình mà hồi đó mình học toán học đó, là nó có cái chữ như trừ alpha ngược về xong rồi tính từ số 0 á, ở kia là cộng cộng alpha. Bởi vì ngài đã tu luyện, ngài đã tu luyện, cái trí tuệ của ngài đạt đến cái mức độ viên mãn nhất của tất cả chúng sanh. Ở trong thế gian này không có ai có trí tuệ qua được. Cho nên chính vì vậy mà nói cái khả năng mà ngài có thể nhìn vào trong quá khứ thôi, không giới hạn. Và nó biết rất đầy đủ và chi tiết. Kể cả trong tương lai cũng vậy nữa. Khi mà ngài đã xét được các nhìn các sự diễn tiến của các quẩn nó sẽ sanh khởi trong tương lai như thế nào thì ngài cũng biết luôn, biết chính xác luôn. Biết chính xác. Cái chuyện này thực ra chúng ta thấy rằng nó cũng hơi khó tin, bởi vì mình chưa có thì mình thấy cái chuyện đó nó mơ hồ. Nhưng mà sư sư khuyên sư khuyên chúng ta ở đây nên suy xét này. Đôi khi có những cái trường hợp á, cái khả năng nhìn nhận, cái khả năng cảm nhận của mình nhìn thấy những cái sự việc ngay trong hiện tại nó nhạy bén, mình vẫn có thể đoán được những gì nó vừa mới xảy ra mà thôi, những gì nó đã xảy ra mà. Quý vị thấy những cái người mà người ta điều tra những cái vụ án không? Mấy cái người mà khám nghiệm pháp y á, người ta hơn nhau ở chỗ nào? Người ta hơn nhau ở cái mức quan sát cái hiện trường ngay trong hiện tại. Cái người nào mà cái sự quan sát càng tinh tế bấy nhiêu thì người ta có thể biết được nhiều cái chi tiết nó đã diệt trước đây bấy nhiêu, và thậm chí là cũng ngay trong hiện tại thôi. Cái người nào mà có cái sự nhạy bén trong cái vấn đề quan sát những cái sự diễn hoạt của các pháp theo những cái tiểu tiết đó, thì người ta cũng sẽ biết được nhiều bấy nhiêu cái diễn hoạt sắp tới của tương lai. À, cho nên cái chuyện này nó có mà, thưa quý vị, nó có mà, trong cái đời sống mình. Cho nên cái vấn đề mà tu tập cũng vậy nữa. Chúng ta tùy theo cái năng lực, và khi mà mình muốn hướng đến cái sự giải thoát thì mình phải có cần phải có sự sanh khởi đối với trí thuộc về quá khứ, về hiện tại và về tương lai, thưa quý vị. Bởi vì chỉ thấy như theo cái hướng đó thì chúng ta mới có sanh khởi cái sự nhàm chán. Khi nhàm chán thì mới ly tham, tham từ từ mới đạt được cái tuệ giải thoát. Đó là cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay mà chúng ta học, đó là ba pháp cần phải sanh khởi, ba pháp cần phải sanh khởi. Và bây giờ thì kính bạch sư phụ, con xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Và hôm nay con không có thấy thượng tọa giác đẳng ở trong lớp học, mà con thấy có thượng tọa tuệ quyền thôi. Con xin kính lễ thượng tọa tuệ quyền. Và bây giờ với cái phần thời gian còn lại, con không biết rằng là sư phụ sẽ điều phối. Dạ, bây giờ con xin cung thỉnh sư phụ. Nam Mô Bụt Thầy. Rất cảm ơn để được quyền đi bài giảng cho bài học ngày hôm nay. Chúng ta còn thời gian 50 phút. Ở trong dùng chúng ta hiện tại thì chỉ có hai vị ngoài đại đức quy định bị ẩn sư, còn chúng tôi và đại đức thượng tọa tự quyền. Và bây giờ có thấy thượng tọa pháp đăng vào rồi đó. Nó cũng như sự sinh hoạt ngày hôm qua kia,
là bây giờ đó thì một là chúng ta luân phiên hỏi và đáp, hai là để được quy định vị giảng sư của bài học hôm nay đại đức sẽ đặt lên những cái câu hỏi và hỏi các vị khác, trong đó có cả chúng tôi nữa. Thì như vậy nó sẽ có nhiều cái lệ lạc hơn là bỏ bớt đi một vị. Thường khi vào trong room thì tôi chỉ muốn sẵn sàng để giải thích, chia sẻ những cái câu hỏi và do đó nếu được thì thỉnh đại đức quy điểm có thể nêu lên câu hỏi. Ở đây thì tôi sẽ trả lời hoặc là thỉnh thoảng đăng thì tôi thỉnh quyền, và trong bài học này thì không biết thì thỉnh thoảng đăng thỉnh thoảng thỉnh quyền mới vào, các vị có nhận ra được cái đề tài hay chưa, bởi vì hôm nay thì tôi đã không có gửi bài cho ai hết. Chúng tôi thì ngay từ đầu đã dẫn nhập, chúng tôi đã có biết được cái bài học ngày hôm nay rồi, cho nên bây giờ thì trong thời gian để thượng tọa đăng tôi tự quyền rà soát lại cái bài học, nội dung của bài học. Bây giờ xin mời đại đức quyền điểm quan hỷ đặt cho một cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời. Nam mô Bổn Sư. Dạ sa thú, con kính cảm ơn sư phụ. Con cũng kính đảnh lễ lời Đức Phật Đăng, vừa vào trong lớp học. Và kính bạch sư sư phụ, ở trong bài học hôm nay, ngài Xá Lợi Phất ngài có giảng về ba pháp cần phải được sanh khởi, đó là cái trí, nhưng mà biết về cảnh quá khứ, những gì đã xảy ra của uẩn xứ giới, cảnh hiện tại và cảnh vị lai cũng vậy. Tuy nhiên ở trong một cái bài kinh, nhất là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, thì cũng có được đề cập rằng, tức là không có nên truy tìm về quá khứ, bởi vì quá khứ nó đã đoạn tận rồi, và cũng không có nên truy tìm về cái cảnh tương lai, bởi vì cái cảnh tương lai, pháp tương lai nó chưa có sanh khởi, và chỉ nên nhận biết những đối tượng ở pháp cảnh hiện tại mà thôi, thì đây mới chính là con đường của tuệ quán. Phải chăng đối với hai trường hợp này nó có cái sự mâu thuẫn hay không, hay là nó có những điểm gì mà cần phải được giải thích thêm thì mới thấy được cái sự hài hòa
không có bị chống đối ở trường hợp của hai bài kinh. Con kính xin cung thỉnh sư phụ. Sa thú rất là hoan hỷ với cái câu hỏi của Đức Đức Quy Niệm. Quả thật vậy, nếu vấn đề gì mà không có được làm thì sáng tỏ thì chúng ta sẽ có thể nghi vấn tại sao có lúc thì Đức Phật ngày dạy không có nên truy tìm quá khứ, không có nên vọng tưởng tương lai. Và ở đây thì trong ba pháp cần sanh khởi thì có trí tri quá khứ, có trí tri hiện tại, có trí tri tương lai. Ở đây thưa quý vị, chúng ta hãy nói về cái bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả trước. Có một số chúng sanh ở đời này họ sống họ hay vọng tưởng, họ hay trạng lại về cái thời quá khứ vạn sâu. Ngay trong hiện tại họ bỏ quên, họ không có nghĩ những gì cần phải làm, mà họ chỉ than tấm thở dài khi nhìn lại trong quá khứ mình đã từng là, mình đã từng được giàu sang, đã từng có tiền của, đã từng lên voi xuống ngựa, đã từng hét ra lửa, truyền mệnh lệnh cho người khác phải làm, không ai dám cãi lại, vâng vâng. Họ cứ hồi tưởng về quá khứ với một cái sự nuối tiếc, còn có những người thì ngay trong hiện tại họ không có nỗ lực để làm những việc phải làm mang đến lợi an lạc, mà họ chỉ suy diễn mơ mộng, nghĩ về tương lai, ước gì, ước gì phải như thế này, ước gì phải như thế kia. Thì lúc nào họ cũng ngồi đó mà họ mơ mộng về tương lai. Một người mà sống hồi tưởng về quá khứ và một người sống chuyên mơ mộng về tương lai thì hai người đã thật là đáng trách. Cho nên Đức Phật này mới nói rằng quá khứ không truy tìm, tức là không có hồi tưởng lại, nó đã qua thì thôi. Tương lai không vọng tưởng, vì tương lai là chưa đến, thì mình vọng tưởng như vậy nó cũng không có đáp ứng được cái gì, nó không có thành tựu được cái gì, mà chỉ sống trong hiện tại, tức là chỉ an vui như trong hiện tại thôi. Có một cái câu chuyện của tôn giả Phát Đi Giá. Tôn giả Phát Đi Giá là một vị xuất gia
Từ hoàng thất, từ là một vị vua. Một trong sáu vị hoàng tộc Thích Ca. Và sau khi xuất gia rồi thì vị đó đã nỗ lực tinh tấn và đã chứng đạt được cứu cánh của đời sống phạm hạnh, nên vị này luôn luôn cảm thấy có cái sự an lạc khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Ở bất cứ nơi nào, vị đó cũng đều thốt lên lời cảm ứng Aho Sukhang, Aho Sukhang, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Các vị tỳ kheo khác ở gần vị đó và nghe biết như vậy, các vị nhầm tưởng rằng tỳ kheo Phát-đi-giác mặc dù xuất gia nhưng mà vẫn luôn luôn hồi tưởng lại cái thời vàng son khi còn là một vị vua, nên có một sự nuối tiếc chăng? Rồi Chư Tăng đem bạch trình lên Đức Phật. Đức Phật là mới cho gọi tôn giả Phát-đi-giác đến và hỏi: này Phát-đi-giác, có phải chăng ngươi khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi và bất cứ ở đâu, ngươi cũng thường có lời cảm thán: ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Mà Đức Thế Tôn đúng như vậy. Đức Thế Tôn này hỏi rằng: do nhân vì gì mà ngươi thốt lên lời cảm thán đó? Thì tôn giả Phát-đi-giác mới trình bày với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, giờ đây con cảm thấy tâm con được thoải mái, được tự do, được vô tư, như là tâm của con thú rừng muốn đi đâu thì đi, ở dưới gốc cây, ở căn nhà trống, không có nơi nào con cảm thấy âu lo sợ hãi. Nếu so với ngày xưa đó, khi còn là một vị vua thì ở bên ngoài có đặt lính bảo vệ, ở bên trong nội cung có đặt người bảo vệ, có đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ tiền hô hậu ủng, và làm việc gì cũng có người giám sát canh chừng. Mặc dù vậy nhưng con cảm thấy đời sống nó bị bó buộc, đời sống nó không được thoải mái. Còn bây giờ thì sau khi đã cắt đứt mọi kiết sử, mọi sự ràng buộc, tâm không còn lo sợ, không còn hốt hoảng, mà sống một đời sống an lạc hạnh phúc, nên con mới thốt lên như thế. Đức Phật ngài hỏi cái câu hỏi này với tôn giả Phát-đi-giác là để tôn giả Phát-đi-giác tự mình trình bày về cái nguyên nhân mà vị đó hay cảm thán sự hạnh phúc của cuộc đời, để cho chúng tỳ kheo, những vị tỳ kheo mà hiểu lầm được nghe. Và sau đó Đức Phật đã tán thán: ở đây thưa vị, nếu như tôn giả Phát-đi-giác xuất gia rồi mà còn hồi tưởng về quá khứ, hồi tưởng về cái thời vàng son khi còn là vị vua đó, thì như vậy vị này chắc chắn sẽ không có đạt được, không có thành tựu cái quả vị giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, đó là trường hợp một vị hành giả tu tập tuệ quán, vị đó chỉ biết sống chánh niệm tỉnh giác đối với hiện tại thôi, không có hồi tưởng
đã tiếc nuối về quá khứ, cũng không có mơ mộng vọng tưởng về tương lai. Ý nghĩa đó là như vậy. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái bài kinh hiện tại, tức là ba pháp ở sinh khởi, thì chúng ta cũng nên biết rằng là đối với quẩn xứ giới, quẩn ở đây là sắc thọ tưởng hình thức, xứ ở đây là nội xứ và ngoại xứ, nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, xúc xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. Còn 18 giới ở đây tha túc, tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Thì khi nói đến quẩn xứ giới, chính vì chúng sanh phàm phu không hiểu biết pháp của bậc thánh, nó không có liễu tri, không có biến tri được quẩn xứ giới, nên có cái sự chấp thủ. Đối với quẩn thì chấp thủ ngay trong hiện tại, sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn. Cứ như thế 20 thân kiến ngay trong hiện tại để chấp thủ. Vì do cái sự chấp thủ bản ngã như vậy cho nên nó sầu muộn. Khi mà bị vô thường nó chi phối, và cho nên cái sự sầu muộn nên nó có sự khổ đau, nó không thoát khỏi già bệnh chết. Còn nếu mà nói là quẩn xứ giới ở trong quá khứ thì nó là đâm ra nghi ngờ, có cái sự hoài nghi về quá khứ. Trong quá khứ ta như thế nào, có hay không có? Ở trong tương lai ta như thế nào, có hay không có? Vì nó cứ hoang mang ở trong quá khứ và trong vị lai như vậy, cho nên sanh ra phiền muộn, sầu khổ và không thoát khỏi sự khổ đau. Vì vậy cho nên đối với một bậc có trí thì phải quán tri dù quẩn, dù xứ, dù giới, quá khứ hay hiện tại, vị lai, vị đó đều thấy rõ cái duyên sanh khởi, cái duyên tập khởi của quẩn xứ giới đấy, và thấy rõ cái sự vô thường biến hoại của quẩn xứ giới, và thấy cái tính chất khổ đau của sự vô thường đó, và thấy được lý vô ngã trong cái quẩn xứ giới đó. Thì nhờ có trí ba thời như vậy đó, cho nên vị này mới loại bỏ được cái hoài nghi và tà kiến. Do dứt bỏ được hoài nghi và tà kiến về hiện tại cũng như về quá khứ vị lai, nên vị này trở thành một vị đã bước vào cái dòng thánh, thánh lương, và vị đó chẳng bao lâu được giải thoát.
có thể ngay trong hiện tại là vị đã đạt đến hướng cách giải thoát. Việc đã làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, tức là trở thành nghĩa là. Cho nên hai bài kinh đó, hai đoạn kinh đó, nó, nếu mà phân tích ra thì có sự khác nhau thôi gì, chứ không phải là trí trì quá khứ. Và chúng ta thấy rằng là tại sao bài kinh này thì gọi là phải biết về quá khứ, mà bài kinh nhất về hiện giả thì lại là nói quá khứ không truy tìm. Cái biết về quẩn xứ giới trong thời quá khứ đã qua đó, với cái sự mà truy tìm hồi tưởng để mà lưu tiếp cái thời quá khứ, hai cái đấng khác nhau thôi, hai cái đấng khác nhau. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà đại đức Quy Niệm vừa nêu. Bây giờ xin mời, xin thỉnh đại đức Quy Niệm trở lại Nam Mô Thầy. Dạ, sa thú lành thay, con kính cảm ơn sư phụ đã giải tỏa về cái trường hợp của hai bài kinh là như vậy. Và bây giờ thì con cung thỉnh sư phụ, có sư phụ đi nghỉ trước phần thời gian còn lại, con và thượng tọa Tự Quyền cũng như thượng tọa Pháp Đăng sẽ sinh hoạt với nhau. Và ở đây con xin phép hỏi thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa có ở trước máy hay không? Con cảm ơn. Kính bạch thượng tọa, đôi khi trong cái việc chúng ta niệm về ân đức Phật, đây là một cái công việc mà cái người cư sĩ cũng như những bậc tu hành như là những vị sa di, những vị tỳ khưu, trước khi chúng ta làm một cái phận sự gì đó, mình cũng thường hay có một cái thói quen, đó là mình niệm tưởng về về ân đức của Tam Bảo, và nhất là đầu tiên là ân đức của Phật. Tuy nhiên đôi khi trong một số trường hợp chúng ta thường hay bị vướng phải một cái vấn đề là mình chỉ niệm tưởng những cái ân đức đối với đức Phật của mình thôi, đó là ngay trong lại thôi. Như vậy phải chăng cái điều này nó có phù hợp hay không, hay là khi mà chúng ta niệm tưởng về ân đức Phật thì đồng nghĩa với mình cũng nghĩ đến rằng đối với Đức Thế Tôn ở trong quá khứ cũng có những pháp tánh như vậy, cũng có những ân đức như vậy, và kể cả trong tương lai những vị sẽ thành bậc giác ngộ là bậc chánh giác cũng sẽ có những ân đức như vậy. Như vậy phải chăng mình nên có cái việc niệm tưởng theo cái cách thức thứ hai, thì như vậy nó sẽ trọn vẹn, đầy đủ, và nhờ đó làm cho mình tăng thêm cái lòng tỉnh tính một cách viên mãn đối với những ân đức của Đức Thế Tôn một cách đúng nghĩa hay không? Con xin cung thỉnh thượng tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai. Giờ đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Chư Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Quy Niệm cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Thưa đại Đức Quy Niệm, thì quả thật thì cái câu hỏi rằng là nếu chúng ta niệm tưởng về ân Đức Phật thì thường thì chúng ta cứ niệm tưởng Đức Phật hiện tại của chúng ta. Như vậy thì Chư Phật quá khứ hay là Chư Phật tương lai, thì
cái pháp tính, cái pháp tánh nó đồng nhất mà, thì chúng ta phải làm cái gì? Đây là một điều mà kính thưa quý vị, cái đòi hỏi người đệ tử là chúng ta phải hiểu, phải có một chánh tri kiến trước nhất một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu về Đức Phật. Người nói Phật là gì? Đó chính là Phật, một bậc giác ngộ. Mà giác ngộ gì? Giác ngộ tứ đế, hay là siêu qua chính năng đức của Phật, tức là thiện thể thế gian Đức Thế Tôn Phật A La Hán trên đẳng chánh giác, thiện thể thế gian giải đều ngự trưởng vô thí nhân sư Phật Đà Thế Tôn, vân vân. Thì cái ân đức đó một cách tròn đủ, một cách trọn vẹn, một cách tốt đẹp nhất, thì là một người đệ tử hiểu trước nhất là hiểu về cái sự chứng đắc tứ đế. Mà thế nào gọi là Tathagato? Ở trong đó có cái ân đức gọi là Tathagato Như Lai. Như thế nào ở trong quá khứ, cũng như thế ấy trong hiện tại, như thế ấy trong hiện tại, cũng như thế ấy trong tương lai. Đây là chư Phật đồng nhất giác ngộ về pháp tánh. Mà chỉ là khác biệt hơn là sinh ra ở dòng dõi khác biệt hơn, tức là về cái tướng, như cái tánh thì phải giống nhau. Cái tướng ở đây muốn nói cho hiểu luôn, tức là sinh ra, có những vị sinh ra dòng dõi Bà La Môn, có vị sinh ra dòng dõi của vua, có vị thì thời gian giáo pháp để lại rất là lâu, tuổi thọ cũng dài, và có những vị thì tuổi thọ nó vừa, rồi tùy theo cái hạnh nguyện của các vị đó, giáo pháp có thể tồn tại dài lâu, và có những vị giáo pháp tồn tại chỉ 5.000 năm như Đức Phật chúng ta. Thì ở đây có một điều mà đặc biệt mà chúng ta phải nhớ một chuyện đó. Vì cái chỗ mà giác ngộ giống nhau y như vậy, trên mà ở bên Bắc truyền gọi là thị hiện đản sinh, thị hiện thành đạo, tức là một sự trở lại, hay chỉ là chỉ mang một cái tướng vậy, chứ sự cái tánh đồng nhất, mà cái tánh đó mà các vị đó không nói cái tướng, mà nó chỉ cái tánh là cái pháp tánh nó đồng như vậy rồi, thì cái như là chỉ là hiện lại, thì hiểu bằng cách đó thì nó lại là một điều mà nó hơi rộng khắp, mà nó hơi đi một cái con đường quá lớn ở đây. Rồi từ đó đó thì chúng ta nói trên cái chữ thị hiện đó, nó chia ra nhiều thứ, nhiều điều. Ở đây thì hiện đản sinh là thấy khó rồi. Có những bà mẹ của Thái tử hay là của Bồ Tát là mẹ là vua, có những bà mẹ là Bà La Môn, vân vân. Nhưng kính thưa quý vị, lúc nào cũng vậy, Aggo Mas Mitimano, Chetto Mas Mitimano, thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, thử sinh cùng kiếp vô hữu hầu thân, bảy đó sen vàng nâng gốc ngọc, 3.000 thế giới đối Như Lai, vân vân. Thì đó chính là cái giá trị tuyệt đối. Nhưng xác định rõ ràng là một con người, là một con người khác. Đức Phật Kasbá tiền thân, Đức Phật hiện tại là Đức Phật Gautama, và tương lai Đức Phật Maitreya Di Lặc. Cái pháp tánh đồng nhất về cái tuệ giác, về cái sự chứng đắc, về tự mình giác ngộ Sammasambuddho. Chúng hiểu như vậy bởi trong kinh gọi là Yejibuddha Atita Nagatapachupanna Atita. Chư Phật đã thành bậc chánh đẳng chánh giác trong quá khứ, chư Phật đã thành chánh giác trong hiện tại, chư Phật đã thành sẽ thành chánh giác trong tương lai. Con xin thành tâm tưởng niệm hay là lễ bái Tam Thế Phật. Thì đây là một điều mà nếu như chúng ta niệm tưởng Phật, chúng ta nhớ, nếu như chúng ta niệm nghĩ tưởng đến chư Phật quá khứ và nghĩ tưởng đến chư Phật tương lai thì cũng được. Nhưng ở đây muốn nói rằng là thường thường để tâm của chúng ta
cứ niệm tưởng tới ơn Đức Phật là quá tốt, là quá đầy đủ. Còn cái việc mà ở bên Bắc truyền hiện nay, tức là ta thờ Tam Thế Phật, không phải là Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, mà Tam Thế Phật, cũng như là nhiều khi các vị đó thờ coi như là bổn sư, rồi các vị Phật mà do Phật giáo Bắc truyền, chẳng hạn như là Phật Văn Thù, hay hoặc là một vị gì khác khác, là cái đó chỉ là đệ tử của Phật thôi, thì đó chính là có những cái điểm gì biệt rất là lớn mà chúng ta cần phải có một sự phân biệt rõ ràng. Cũng như khi nãy chúng tôi nói, thì chúng tôi nói về cái chỗ Phật cùng chúng tôi nói qua, nếu mà nói như vậy thì để lại một cái sự nghi vấn. Chúng tôi muốn nói rộng chỗ này một chút xíu. Thật ra mà chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai hay là các vị Bồ Tát đó sinh ra từ thai bào của mẹ, xin xác định rõ cho quý vị, nếu đứng về tinh thần lịch sử, nếu đứng trên cái tinh thần đúng đắn thì là như vậy. Tại vì thời xa xưa chúng tôi học, khi mà học đó, là có học ngay cái chỗ này, bằng phạn dịch ra Đức Phật, xin lỗi, Đức Bồ Tát sinh ra nơi của mình, cửa mình của người mẹ, nhưng nó không có những quê nhất nhốt nhau quá quyết như là những cái thai phụ bình thường. Và lúc đó đó Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác từ ở trong thai bào mẹ bước ra, thì đây là một sự vi hy hữu vi tàng hữu ở trong bài kinh Trung Bộ Kinh Hy Hữu Vi Tàng Hữu. Chúng ta hãy lật từ câu này, nói thì phải có dẫn chứng của kinh điển, thì đó chính là một điều mà chúng ta nhớ rõ như vậy. Và từ chỗ đó đó, chứ không có chuyện mà chẳng hạn như là vôi sáu ngà hút vào bên hông mà thế là nhập thai, và thế là xuất thai ra, coi như là đi, coi như là từ bên hông đó, cũng từ bên hông đi ra. Thì đây là một cái sự thần thánh hóa, một cái tư tưởng như là một vị giáo chủ, một vị tuệ giác như vậy mà như là một chúng sinh bình thường sao? Chính là một điều mà các nhà tôn giáo hay là một số người ta đổi thai, người ta thêm thắt vào những cái điều đó mà nó không đúng như trong nguyên bản, như trong đúng y như trong cái sự xuất hiện của chính ngài. Và kính thưa quý vị, thì chúng tôi nói như vậy thì cái giác tánh hay cái pháp tánh thì giác ngộ đồng nhất trên tử đế và tự mình hiểu biết. Còn cái tướng và cái sự nó giống nhau, nhưng cái lý và cái pháp tánh nó khác nhau rất nhiều ở trong cái quá trình tu tập mà để thành tựu cái đạo quả giải thoát. Có vị chỉ 7 ngày, có vị thì 6 năm như là Đức Phật, như là Bồ Tát Sĩ Đắc Ta của chúng ta, vân vân. Thì nó có những cái gì biệt rất là nhiều. Dạ. Thì hỏi rằng gì cho biết chúng ta nên niệm, chỉ niệm về niệm mà Phật hiện tại, có niệm ơn Đức quá khứ tương lai không, thì ở đây là tùy theo người thôi. Nhưng điều mà quả thật mà nói thì chúng ta niệm tưởng tới ơn Đức Phật. Khi nào chúng ta niệm tưởng đến ơn Đức Phật thì tâm chúng ta an trú trong ơn Đức đó. Mà khoan hãy nói là quá khứ, hiện tại, vị lai gì, chúng ta cứ an trú, chúng ta cứ niệm tưởng cái ơn Đức, coi như là Buddha nó sẽ tiết sama sam bút thư quý cha cha ra sama nó xuống cái tôi luôn cái đôi nó tôi luôn cái đi sa đam sa ra cái sát thể luôn cái nó sẽ đang bút thư Phật qua tí. Thì cái giá trị mà an trú hay là cái giá trị mà chúng ta niệm tưởng, đây là cần thiết. Cho nên vì vậy bảo là Buddha nó sẽ tiết, tức là niệm Phật, không nói tức là niệm nhiều hay niệm nhiều thêm nhiều, có như là Đức Phật quá khứ hiện tại bị lai gì cả, mà hay hoặc là chúng ta nó hằng hà xa số Phật, vân vân, không cần. Mà chúng ta chỉ hướng tâm vào cái ơn Đức đó, thì đây chính là một niềm tin mà chúng ta biết, hiểu biết và dựa trên cái trí tuệ để hiểu biết được cái tuệ giác của ngài, hiểu biết được cái gì, cái sự chứng đắc của ngài. Thì kính thưa quý vị, đứng trên cái nhìn của chúng tôi thì chúng ta khi cúng lễ hay là khi suy tư biết, thì chúng ta suy tư một cách tổng quát hay một cách rất đầy đủ ba thời. Nhưng khi mà tu thì chúng ta niệm một cái ân đức như vậy thì nó cũng hàm tận. Bởi vì niệm niệm Phật thì phải niệm cái của ngài, thì chư Phật ba đời đều được tất cả hồng danh đó hết,
Thì khi chúng ta niệm như vậy thì nó đã phổ. Còn tâm của người thì do tâm của người chuyển hóa thôi. Có đôi khi chúng ta hướng tâm tới cái vị Phật tổ xa tương lai ở quá khứ, hay là hướng tâm đến vị Phật ở trong tương lai. Mà một điều đặc biệt là quý vị biết là sở hành, sở tâm, sở tánh, việc làm của các của chư Phật á, thì khi Ngài muốn làm việc gì thì Ngài cũng, rồi chúng ta nhớ gọi là cái một trong những điều, tức là tri tường về quá khứ. Thế có hợp lý hợp pháp mà chư Phật tiền thân đã có làm thì Ngài sẽ làm một cái việc đó, chứ không có, nó không có cái sự dị biệt. Đành rằng cái tuệ giác của Ngài hiểu biết hết, nhưng đó là cái gì không làm đi ngược lại, không có cái cách, tức là cái riêng, không có cái giá trị riêng trên tinh thần tu chứng hay tinh thần hoàn truyền tiếp độ. Nó có một cái chúng ta gọi là cái mẫu số, chúng ta gọi tạm gọi như cái mẫu số đó. Và mẫu số đó tùy theo cái duyên của chúng sinh ngay lúc đó có phù hợp, có đúng đắn, chứ không giờ đi làm ngược lại. Còn chuyện này, bởi vì cái tự giác đồng nhất, cái sự tu chứng được thành tựu đúng đắn và đồng nhất, cho nên khi chúng ta niệm tưởng nó đã là một tính phổ quát. Chứ chúng ta cũng hoan nghĩ tới bây giờ mình đang niệm Phật hiện tại là Phật Gotama này ha, Phật Cồ Đàm này, nếu chúng ta không nhớ tới Phật quá khứ là Phật Ca Diếp, và chúng ta không liên tưởng thành tâm đến Phật tương lai nữa thì chúng ta thiếu sót. Thì chúng ta khởi lên ý nghĩ như vậy là chúng ta không nên, mà nó cũng không đúng. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta niệm tưởng như vậy là chúng ta có một trí tuệ, có một chánh tri kiến một cách rõ ràng. Và chính vì có chánh tri kiến hiểu biết được cái sự giác ngộ thì chúng ta an trú trong trong cái tâm niệm đó, hay là chúng ta có một cái tâm định đặt ở trong cái tâm định, ở trong cái sự niệm tưởng hồng danh Phật đó, thì chắc chắn đây là một điều hết sức tốt đẹp. À, cho nên rằng ý theo ý chúng tôi thì như vậy, thì mình cứ niệm tưởng ân đức Phật là tuyệt vời rồi, thì nó đã hàm tận và nó phổ cập tất cả. Thì xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được quy niệm quay trở lại. Dạ, xin lệnh thay, con kính cảm ơn Thượng Tọa Tuệ Quyền. Quả thực như vậy, thưa quý vị, khi chúng ta niệm tưởng về ân đức, những pháp tánh của Phật á, thì đồng nghĩa với mình có một cái sự hiểu biết. Và mình nên nhớ rằng cái hồng danh Samma Sambuddho đó đã nói lên cái ý nghĩa đó. Nghĩa là những vị nào mà có sự giác ngộ đồng đẳng như nhau thì đều có những cái ân đức ngang bằng nhau, kể cả trong quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, và tương lai cũng như nhau. Và bây giờ kính bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, con xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng một câu. Con không biết Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, rồi con cảm ơn Thượng Tọa. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, thông thường ở trong phần ở trình bày về những cái yếu tố để làm thành tựu những cái quả báo thù thắng của cái phước bố thí, ở trong đó có một cái chi phần, đó chính là thành tựu về tác ý. Thì ở điểm này tức là muốn nói đến chúng ta phải có sự suy xét cẩn trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm, trong khi làm cái thiện sự bố thí đó, và sau khi đã làm xong. Thì phải chăng ở trong cái trường hợp này, đây cũng mang một cái ý nghĩa là một cái chi phần tạo nên cái phước báo thù thắng, và nó có một chút gì đó liên hệ đến cái trí tuệ quán xét về ba cái thời điểm mà trong lúc chúng ta làm thiện sự hay không. Con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi của quy niệm đó, thì nếu mình làm thiện đó, trước khi làm mình hoan hỷ, trong tầm hoan hỷ và sau khi làm mình hoan hỷ, và mình có như vậy đó thì để mình tắt, mình hiểu biết như vậy để mình tăng trưởng cái phước báo, nó có phù hợp với cái ba thời tri quá khứ hiện tại vị lai trong cái bài học hôm nay không? Thì thật sự đó thì chúng ta biết rằng dù chúng ta làm thiện đó, nó vẫn là mắt cảnh sắc, tai cảnh thinh, mũi cảnh khí, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Hay là chúng ta vẫn có sắc quẩn là thân với ta, là chúng ta đảnh lễ, hay là chúng ta cúi đầu. Chúng ta vẫn có cái sắc quẩn là cái khẩu biểu tri, là cái sắc tâm cố định để chúng ta đảnh lễ bằng nói những lời nói dân cúng vật dụng, dân cúng y phục, dân cúng vật thực, dân cúng cái bốn món vật dụng đến chư tăng, thì mình vẫn có cái sắc, cái đó là cái sắc khẩu biểu tri, và nó cũng là sắc, nó cũng là quẩn, quý vị, là sắc quẩn. Xứ thì chúng ta biết nhãn xứ và mắt, đó là nhãn xứ và sắc xứ, nhãn thức giới. Nếu mà mình tính 18 giới mà khỏi tính 12 xứ đó, thì 12 xứ là nhãn xứ và sắc xứ. Thì nhãn thức giới, nhĩ xứ là thinh xứ đó. Bởi nhĩ xứ và thinh xứ nó thuộc sắc thần kinh nhĩ, và sắc thần kinh nhĩ là cái lỗ tai, và cảnh thinh là cái âm thanh, quý vị, nó cũng thuộc về sắc. Rồi nhĩ thức giới thuộc về phần thinh, quý vị, nó cũng nằm ngũ quẩn thôi. Nhưng mà ba thời ở đây thì mình, nếu mình nói rằng mình trước khi làm mình quan nghĩ đó, đó là mình có cái tâm thiền, là có ngũ quẩn thiền, có quẩn xứ giới đế thiền. Và hiện tại mình có cái tâm thiện như vậy, nó cũng là quẩn xứ giới đế thiền. Và tương lai nếu mà mình làm xong mình về, mình suy nghĩ lại đó, là sau đó mình làm, có nghĩa là sau đó mình trai tăng cúng dường xong, mình vẫn nhớ đến, nghĩ tưởng đến cái thiện nghiệp công đức đó, là cái thời vị lai, là cái thời về sau này. Quá khứ là đã qua, hiện tại đang có, và vị lai là sau khi xong rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái thiện tâm, thì nó vẫn có quẩn xứ giới đế thiện. Và quẩn xứ giới thiện thì chúng ta cũng thấy nó giống như tri phần quá khứ, tri phần hiện tại, tri phần vị lai vậy. Nếu mình hiểu được cho nó rõ ràng như vậy đó, thì mình thấy nó cũng không có chống trái với cái bài học hôm nay. Nó cũng phù hợp với bài học hôm nay. Vì chúng ta biết rằng có những lúc Đức Phật dạy quẩn xứ giới đế như vậy với cái đề tài chúng ta gọi là chuyên môn. Nhưng mà thật sự ra chúng ta hiểu nó có mắt và cảnh sắc. Mắt là thần kinh nhãn, cảnh sắc là sắc xứ, tai là thần kinh nhĩ, cảnh thinh là thinh xứ, rồi nhĩ thức giới thì nghe được cái cảnh thinh đó, nhãn thức giới là thấy được cái cảnh sắc đó, rồi tỷ thức giới là ngửi được mùi đó, do cái sắc thần kinh tỷ, và cái cảnh khí là hơi mùi, rồi tỷ thức giới là phân biệt được cái hơi mùi đó. Nên bình thường chúng ta biết rằng một cái người cúng dường thực phẩm cụ túc, rồi tâm cụ túc, rồi đối tượng cụ túc. Thực phẩm cụ túc là mình sống thực phẩm thượng vị lại cứng lại mềm, đầy đủ như vậy là chúng ta gọi là thực phẩm cụ túc. Tâm cụ túc là chúng ta tâm trong sạch ba thời, gọi là tâm có tuệ, đó là tâm cụ túc. Đối tượng cụ túc đó là những cái đối tượng mà đáng cho mình cúng dường. Ví dụ mình cúng dường cho những người bệnh, những người đưa bệnh, những người đi xa mới về. Thì cúng dường cho những vị như vậy thì Đức Phật gọi là cúng dường hợp thời, và cái phước báo đổ sanh thù thắng. Hay là chúng ta hướng tâm đến cúng dường tứ phương tăng, thì chư tăng đến đi và chư tăng bệnh hoạn nó cũng đều có hết. Thì chúng ta cúng dường như vậy cũng gọi là cúng dường thù thắng. Và chúng ta cúng dường vật thực phẩm cụ túc, tâm cụ túc và đối tượng cụ túc ấy, thì chúng ta sẽ được viên mãn cái phần phước báo công đức. Và trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, nó cũng nói về quẩn xứ giới đế thôi, chứ cũng không ngoài. Vì chúng ta thấy rằng con người chúng ta cũng danh là sắc tôi, nó cũng là sắc quẩn, và về những gì liên quan đến sắc như sắc bằng kinh giới thôi. Thọ quẩn sở hữu thọ, tưởng quẩn sở hữu tưởng, hành quẩn 50 sở hữu còn lại. Thì nó cũng là sắc, sắc thọ tưởng hành thức, nó cũng là ngũ quẩn thôi. Dù quá khứ nó cũng là thân này, hiện tại cũng là thân này, và tương lai cũng là thân này thôi. Bởi chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có tái sanh làm súc sanh thì cũng cái thân này tái sanh súc sanh, nó cũng có ngũ quẩn, nó cũng đoàn thực để nuôi cái thân này.
Xúc thực là mắt, cảnh sắc, tai, cảnh thân, mũi, cảnh khí, miệng, cảnh vị, thân, cảnh xúc, ý, cảnh pháp. Để nuôi dưỡng cái sự luân hồi của chúng ta là xúc thực. Để tri ba loại cảnh thọ. Tư niệm thực thì chúng ta tri ba cõi, cõi giới, dục giới, vô sắc giới. Do cái tư là cái sự tạo tác, chúng ta tạo thiện nghiệp thì chúng ta sanh vào cõi giới, tạo thiện nghiệp sắc giới chúng ta sanh vào cõi sắc giới, tạo thiện nghiệp vô sắc chúng ta sanh vào cõi sắc vô sắc giới. Chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp chúng ta sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy thì cái tư niệm thực chúng ta sẽ tri được ba cõi. Rồi thức thực thì chúng ta tri được danh sắc. Thức thực ở dưới của chúng ta thức là nhãn thức, phải có thần kinh sắc, thần nhãn. Nên gọi là tri danh sắc. Cái sắc thần kinh là thuộc về sắc, cảnh sắc thuộc về sắc, mà nhãn thức thuộc danh. Nên danh nó biết được cái cảnh sắc đó là nhãn thức. Như vậy là mình tri danh sắc. Mình gọi là làm từ, có nghĩa là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Thức thực là mình hiểu rằng thức sanh lên nó biết cảnh. Và khi mình tri được thức thực, mình tri được danh sắc, là lúc nào mình cũng có sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thị, kinh thân. Và sắc có sắc gió, sắc cảnh, sắc cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và có tâm là thức, là biết được cái cảnh đó. Như vậy nó mình tri được danh sắc. Chúng sanh ngũ quẩn này cũng chỉ là danh sắc thôi. Ví dụ chúng ta thấy rằng nếu mà cõi vô tưởng thì có sắc quẩn không có danh quẩn, cõi vô sắc thì có sắc quẩn không có danh quẩn, cõi ngũ quẩn thì có sắc quẩn có danh quẩn. Nên chúng ta tri thức thực là chúng ta cũng tri được danh sắc. Chúng sanh ở cõi nào có sắc hay có danh hay có sắc thì biết hết. Như vậy thì chính vì như vậy nên những cái bài học của Đức Phật thuyết giảng, đúng là Đức Phật thuyết giảng thì không bao giờ mâu thuẫn với gì. Đức Phật là bậc nhất thiết trí mà, bậc nhất thiết chủng trí, bậc vô chướng ngại trí. Ngài biết tất cả những pháp liên quan với nhau, chỉ có người ta không biết, người ta giải bậy thôi. Có nghĩa là người không biết, họ giải bậy. Chứ thật sự là Đức Phật thuyết giảng thì nó đều phù hợp với nhau hết. Nó không bao giờ chống trái lẫn nhau. Mình đừng nghĩ rằng cái pháp đó là Đức Phật thuyết cho cư sĩ rồi nó sẽ khác những pháp người xuất gia. Nó không phải, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà ở đây nêu cái tiên quyết nó có khác biệt. Thí dụ người cư sĩ thì có ngũ giới, có 227 giới. Như vậy thì mà cái giới cũng là, nhưng mà cái sự xuất gia với này. Như vậy thì cũng nói về danh sắc ngũ quẩn thôi. Nhưng mà nếu mình nói rằng trong quá khứ mình cũng đã có danh sắc ngũ quẩn, và trong tương lai mình có danh sắc ngũ quẩn, hiện tại mình cũng có danh sắc ngũ quẩn. Như vậy thì muốn nói rằng nếu mà mình còn luân hồi nữa đó, mình không hiểu được những cái quẩn xứ giới đế đó, để mình đoạn từ cái nhân tập khởi đó, thì mình vẫn phải luân hồi đã lâu, mà còn rất lâu nữa. Có nghĩa là tương lai mình còn luân hồi rất lâu nữa. Hiện tại mình đang luân hồi và tương lai mình còn luân hồi nữa. Quá khứ mình đã trôi qua hàng tỷ 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 cái sự luân hồi rồi, hàng triệu 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 cái địa cầu mình đã luân hồi rồi, mình đã luân hồi qua triệu triệu cái địa cầu như vậy rồi. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật là quá khứ, những cái quẩn xứ giới đế trong quá khứ, hiện tại vị lai mình biết được cái này khổ, nó cũng quá khứ cũng đã khổ như vậy rồi, hiện tại cũng khổ vậy, mà tương lai nếu có nó cũng khổ như vậy nữa thôi, cũng không khác gì hết. Có thân thì phải đói khát nuôi dưỡng vật thực, có thân bệnh hoạn thì uống thuốc, tâm phiền não thì phải tu tập để loại bỏ phiền não, để đoạn trừ những cái mầm mống của những cái lòng tham, chỉ có như vậy thôi quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi của Đức Quy Niệm thì chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì còn lại có 1-2 phút, 2 phút thôi, thì mà Đức Quy Niệm lên tóm tắt cái bài học hôm nay và chúng ta sẽ bế mạc buổi học. Dạ, sa thú, con kính tri ân Thượng tọa Pháp Đăng đã trình bày cái ý nghĩa của câu thảo luận vừa rồi. Và quả thật như vậy, thưa quý vị, ở đây trong bài học này, Ngài Sariputta, Ngài đã nêu lên cái pháp tánh gốc. Tức là khi mà một người đã có trí tuệ, thấy được cái sự thật của pháp á, thì đồng nghĩa với những cái hình thức còn lại sẽ được nhận biết, sẽ được nhận biết. Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấy nó không có sự chống trái với nhau,
Và nó rất là phù hợp, bởi vì chúng ta nên nhớ rằng là đối với Pháp nó có hai cái thực tướng, đó chính là thứ nhất và thứ hai là thực tướng theo cái sự thật thông, tùy theo trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết. Tuy nhiên đối với trình độ của người nghe đó, thì trong mỗi trường hợp họ thể nhận ra được cái bản chất của sự thật và hướng đến chánh giác được. Bây giờ thì thời gian cũng vừa phải lẽ, xin chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay, và xin kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng và tất cả các quý vị gia trong cái buổi học này, kính chúc và tất cả ở đây đều có được cái sức. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt thành kính tri ân vì ngày hôm nay cũng như đã điền huyết cho Thượng Tọa Giác Đẳng, và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn đã biết được tín hiệu. Sa thú. Con Nhật Huỳnh xin chúng con kính tri ân chư mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con. Hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng thanh tịnh thính pháp, quý thân tâm thường lạc, chính chúc trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thiện thần hộ pháp, hữu ân đồng thượng tư công đức, nguyện cho trường tồn chúng sanh cầu hơn rạng đông và đạo tràng rất là nhiều. Đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và cảm ơn rạng đông sức khỏe cho Nhật Quỳnh, và con xin được xuống mít ạ. Sapa, Sumangala, Nara, 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 Nara
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha. Yeah.